Hôm nay cả gia đình đi nhà hàng ăn uống, không gian quán rất đẹp. Cái hầm rượu của nhà hàng rất là đa dạng, đủ loại rượu hết. Đây là rượu táo mèo, rượu táo mèo này, rượu táo mèo tại nhà hàng Dốc Trời. Rồi anh em vô, anh em vô trước hả? Anh em vô hả? Nè, chào nè, chào nè, chào nè, nè chào đi. Không gian quán rất là rộng rãi và có những nét như hoài cổ vậy đó. Nè ăn bánh tráng hả? Ăn bánh tráng hả? Bánh tráng hả? Nam bánh tráng hả? Chào nè, chào. 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 Nam đói rồi bây giờ nè. Ngon thôi. Con đi ăn bánh tráng hả? Bánh tráng mà anh. Hồi nãy là Huy nó có đi nhầm không? Nói cho hàng Thảo Nguyên chắc nó biết chứ gì, đâu mà không biết. Cái gì? À, xem menu hả? Anh mới chán. Đây là nhà hàng Dốc Trời, có địa chỉ tại số 1 Lý Nam Đế. Trong nhà hàng này có cả máy bán sổ số Việt Lốt. Đây là hầm rượu của nhà hàng, rất nhiều loại rượu. Rồi chắc nó không nhớ rồi. Nhớ không? Nhớ chứ. À, chắc không nhớ, chắc chết rồi.